Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần thì sẽ giúp cho bạn nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình trong năm mới. Qua phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần thì quý vị sẽ biết được vận hạn khó khăn cũng như là cơ hội của mình, từ đó có được những bước đi chính xác và vững vàng trong năm mới nhâm dần. Tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần thì sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính, đó là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để có được những luận giải này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi, sao hạn và sao chiếu mệnh theo từng năm của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng mà luận giải. Qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát sẽ tiết lộ thiên cơ cho quý vị, giúp cho quý vị có được những bước đi đột phá trong năm. Và đồng thời thì cũng chỉ ra những phương pháp giúp hóa giải vận hạn cho tất cả quý vị. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng, tìm nắng hong phơi. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng cho hay, những quý cô cầm tinh con lợn trong năm nay nhận được sự trợ lực của thần tài và các tinh phúc đức, người tuổi Quý Hợi sẽ có phần hanh thông hơn về mặt tài lộc. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng tổng quan. Bước sang năm nhâm dần 2022, vận trình tổng thể của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 như thế nào? Trong năm nay, những người cầm tinh con heo phạm thái tuế cộng với sự đan xen của các tinh, cho nên tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng không quá bết bát. Những người sinh năm 1983 có thể lạc quan hơn một chút về sự nghiệp và tài lộc trong năm nay. Trong số đó, việc có phúc đức và quý thần cùng với phúc tinh chiếu mệnh có thể khiến cho phương diện tài lộc và sự nghiệp của bản mệnh nở rộ hơn. Về phần nhân duyên và sức khỏe, con giáp này nên cẩn thận với ảnh hưởng của tai họa, đồng thời cũng phải chú ý tránh bị các sao hung tinh như quyền thiệt, giảo sát, phi ma xâm nhập. Vậy nên những người tuổi Quý Hợi nữ mạng cần phải mang theo bên mình một kim bài thái tuế đặt trong túi hoặc trong ví, cũng có thể là sau ốp điện thoại để được hóa giải. Kim bài thái tuế gồm có hai mặt, mặt trước có in hình thái tuế của năm 2022 là hạng ngạc đại tướng quân, mặt sau có in hình phù thái tuế của năm nhâm dần. Mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ và che chở, nhất là bốn con giáp bị phạm trong năm 2022 nhâm dần, gồm các tuổi dần, thân, tỵ, hợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng cho hay, trong năm dần thì vận trình sự nghiệp của những người này vẫn tương đối khởi sắc. Với sự giúp đỡ của lục hợp, những người tuổi Hợi sinh năm 1983 rất lạc quan về hiệu quả công việc trong năm và những người này thường có thể nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng của lãnh đạo. Không những vậy, một năm có quý thần cùng với phúc đức trôi qua có thể mang đến nhiều quý nhân và cơ hội hơn cho những người cầm tinh con lợn. Vì vậy, người tuổi Quý Hợi phải nắm bắt cơ hội tốt này để thích ứng với thất sát trong năm nay. Đồng thời bản mệnh cũng cần phải phấn đấu để có được tương lai tươi sáng trong sự nghiệp càng sớm càng tốt. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng cho hay, những quý cô cầm tinh con lợn trong năm nay nhận được sự trợ lực của thần tài và các tinh phúc đức. Người tuổi Quý Hợi sẽ có phần hanh thông hơn về mặt tài lộc. Trong số đó, bản mệnh có sự thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc tích cực, cho nên người tuổi Hợi năm nay không những duy trì được nguồn thu nhập bình thường, thậm chí còn có cơ hội được tăng lương, tất cả đều đến từ sự may mắn. Với sự giúp đỡ, những chú lợn sinh năm 1983 có thể thu được nhiều vốn lãi trong việc đầu tư và quản lý tài chính
hoặc cũng có thể là mua vé số. Tuy nhiên, trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Hợi tuy có thu nhập đáng kể nhưng cũng phải tiết chế chi tiêu hàng ngày. Bạn không nên tiêu xài hoang phí xa hoa, nếu không may mắn đến đâu cũng đều có thể bị bạn tiêu hao hết. Để tài vận và sự nghiệp được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Quý Hợi cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật và khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở, giúp cho khai sáng đường tài vận và khai mở cung tài lộc giúp cho gia chủ tuổi Quý Hợi. Tình cảm đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của những người sinh năm 1983 tương đối ổn định trong năm Nhâm Dần 2022. Đối với những người cầm tinh con lợn phạm tài sát, không những sự phát triển quan hệ của bạn trong năm nay không bị chính tài quấy rầy mà ngược lại, dưới thời thất sát thì tình cảm của bạn cũng sẽ có phần ổn định và suôn sẻ hơn. Đặc biệt, đối với những người tuổi Quý Hợi đã kết hôn nhiều năm thì tình cảm vợ chồng cũng rất bền chặt, cả hai đều biết thấu hiểu và quan tâm nhau. Điều này tạo nên đời sống vợ chồng hòa thuận, gia đình ấm êm. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng cho hay, vận trình sức khỏe của người cầm tinh con lợn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cộng với sự xâm nhập của hung tinh giỏ sát, tình hình sức khỏe của bạn trong năm nay có thể kém lạc quan. Về vấn đề thể chất, những người sinh năm 1983 cần phải chú ý hơn nữa việc lây nhiễm các bệnh dịch như là viêm phổi, viêm đường hô hấp. Bản mệnh cần phải đề phòng và tránh những nơi có ồn ào cũng như là ô nhiễm môi trường. Về an toàn cá nhân, người tuổi Quý Hợi cần phải quan tâm đến an toàn khi đi lại như là lái xe ô tô hay là đi máy bay, đi du lịch. Đề phòng an toàn, đồng thời tuân thủ luật lệ giao thông để tránh tai nạn không đáng có xảy ra. Bên cạnh đó cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để tăng cường sức khỏe, hóa giải mọi vận hạn tai ách của năm, đồng thời tăng cường hòa hợp trong gia đình, trong công việc cũng như là ngoài xã hội. Vòng tam hợp quý nhân chính là pháp khí hòa hợp, chuyên hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi tiểu nhân không còn, công việc hanh thông, tài lộc ùn ùn kéo đến, gia đạo cũng hòa hợp và yên vui. Hung cát. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng cho hay, vận may của năm, những quý cô bước sang tuổi 39 không quá suôn sẻ do ảnh hưởng bởi thái tuế và hung tinh. Ngoài ảnh hưởng của cục diện tai ách và tương khắc, còn có vai trò của vận rủi. Cát tinh hộ tống những người tuổi Quý Hợi là phúc đức, phúc tinh, quý thần, nhưng cũng bị phá hoại bởi giảo sát, quyền thiệt. Bởi vậy, tổng thể tài lộc con giáp này có cả thăng lẫn trầm. Nếu những người sinh năm 1983 muốn phát triển mạnh mẽ thì cần phải chăm chỉ hơn nữa. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Người tuổi Hợi 39 tuổi có tài lộc khá tốt trong tháng này bởi vì đây là tháng đầu tiên của năm mới. Bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động nên năng lượng tích cực của người tuổi Hợi sinh năm 1983 tăng lên đáng kể. Trong tháng 1, bạn thường có thể thu hoạch được những điều bất ngờ và may mắn từ cuộc sống của mình. Nói chung là vận trình của con giáp này tương đối lạc quan, nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm, bởi vì dù sao năm Dần cũng là năm mà bạn bị phạm vào tài sát. Do đó, những người cầm tinh con lợn cũng nên làm tốt việc tránh tài sát trong tháng riêng để tránh cho nó làm ảnh hưởng đến may mắn của mình. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Tháng 2 không phải là thời điểm lý tưởng trong các mối quan hệ của những người 39 tuổi. Bị ảnh hưởng bởi quyền thiệt, nhiều người tuổi Quý Hợi dễ gặp phải hung họa trong tháng này. Đặc biệt, một số người tuổi Hợi thuộc tầng lớp lao động dễ bị một số đồng nghiệp hẹp hòi tính toán ở nơi làm việc trong tháng này. Điều này dẫn đến những rắc rối về tài lộc và công việc. Các mối quan hệ của bạn cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chuẩn bị tinh thần để tránh những kẻ xấu trong tháng này. Đồng thời, hãy cố giữ một sự khiêm tốn trong cuộc sống của bạn và đừng quá phô trương. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 lạc quan hơn về sự phát triển cũng như là tài lộc trong tình cảm của tháng này. Nhờ có quý nhân phù trợ cho nên nhiều tuổi Hợi độc thân trong tháng này có vận trình rất tốt. Bạn thường có khả năng làm quen với một số đối tượng khác giới trong cuộc sống. Vì vậy, trong giai đoạn này, tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội thoát khỏi sự độc thân. Bản mệnh nên nỗ lực thể hiện bản thân trước người khác giới và phấn đấu đạt được kết quả khả quan trong tình cảm càng sớm càng tốt. Tháng 4, đánh giá 4 sao.
Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình tài lộc của những người này có phần giảm sút trong tháng 4. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh và sao thái âm xâm phạm, tháng này tinh thần của một số người cầm tinh con lợn rất uể oải. Khi làm việc gì bạn cũng không có động lực, dễ bị mệt mỏi, buồn ngủ, trầm cảm, trường hợp nặng còn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe của mình. Vì vậy, người tuổi Quý Hợi trong tháng này nên chăm sóc cơ thể thật tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn để nạp năng lượng và không nên làm việc quá sức. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Với sự giúp đỡ của hợp thái tuế và phúc tinh, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sinh năm 1983 rất khả quan trong tháng này. Bạn thường có thể gặt hái mọi thứ bất ngờ về sự giàu có từ cuộc sống của mình. Chẳng hạn như con giáp này có thể được tăng lương, thăng chức hoặc tăng thu nhập từ việc quản lý tài chính. Điều tốt này dành cho những người tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, dù tài vận phát triển khá tốt, nhưng người tuổi Hợi cũng không nên tiêu xài quá đà hay là phô trương của cải trong cuộc sống hàng ngày. Kẻo gây sự chú ý cho mọi người thì cũng không tốt. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Trong tháng 6, hầu hết những người tuổi Hợi sinh năm 1983 đều có đường tài lộc không quá bết bát về mọi mặt. Tháng này, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các sao hung tinh. Tác hại của thái tuế và thất sát cũng không rõ ràng, cho nên tài vận của hầu hết các con giáp đều có xu hướng ổn định và ít bị ngoại cảnh can thiệp. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng người tuổi Hợi cũng không quá bằng lòng với hiện tại. Tài lộc thường không tiến không lùi, và nếu như mà không cầu tiến thì rất có thể sẽ xuống dốc trong các giai đoạn sau. Tháng 7, đánh giá 2 sao. Sức khỏe của những người sinh năm 1983 không mấy khả quan trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi khí hậu khô nóng, một số chú heo có thể bị say nắng hoặc là ốm yếu do không được chăm sóc đầy đủ hàng ngày, hoặc do bất cẩn trong thời gian bình thường thường gây ra tình trạng sức khỏe kém cho những người cầm tinh con lợn. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn trong tháng này, đồng thời cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Với sự giúp đỡ của các tinh quý thần, mối quan hệ giữa cá nhân và tài vận sự nghiệp của người tuổi Hợi sinh năm 1983 đang phát triển rất tốt trong tháng này. Với sự phù hộ của ngôi sao may mắn, bạn sẽ có cơ hội gặp được nhiều quý nhân hoặc là gặp những người bạn có ích cho cuộc sống của mình. Và sự phát triển sự nghiệp của những người tuổi Quý Hợi có thể được cải thiện và tiến triển thông qua sự giúp đỡ của bạn bè. Thậm chí, nhiều con giáp còn có cơ hội vượt qua nút thắt của sự nghiệp trong tháng này và phát triển hơn nữa. Điều này là rất may mắn cho bạn. Vì vậy, những quý cô sinh năm 1983 phải biết nắm bắt cơ hội tốt này để phát triển bản thân. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Được sự phù hộ của thái tuế và phúc tinh, vận may của những người cầm tinh con heo sinh năm 1983 trong tháng này rất mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của các tinh, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng thăng hoa, tình cảm đôi bên hanh thông. Nếu có cơ hội, hãy tổ chức đám cưới với người ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Đây chính là một tháng rất phù hợp để bạn vun vén thành quả, đoàn kết vì tình yêu. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Vận trình sức khỏe của những người sinh năm 1983 không được lý tưởng trong tháng này. Bị hung tinh chiếu vào, sức khỏe của những người cầm tinh con lợn 39 tuổi trong tháng này rất đáng lo ngại. Bản mệnh có thể bị ốm, cảm lạnh do nhiệt độ giảm đột ngột. Đồng thời, khi mà mùa đông xen kẽ, một số người tuổi Quý Hợi có khả năng cao sẽ mắc bệnh hen suyễn hoặc là ho. Do đó đề nghị những người tuổi Hợi nên chú ý giữ gìn vệ sinh ở những khu vực này, không để nhiễm bệnh. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Tài vận của những người tuổi Hợi 39 tuổi giảm mạnh trong tháng này, là nạn nhân của thất sát và ảnh hưởng bởi sự phá hoại của hung tinh. Người tuổi Quý Hợi dễ bị tiêu xài hoang phí trong tháng này. Việc này dẫn đến thất thoát tiền bạc nghiêm trọng do hám lợi quá nhiều. Do đó tài lộc cũng sa sút. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng trong tháng này, cũng cố gắng tiêu dùng hợp lý, đừng quá xa hoa, kẻo ảnh hưởng đến phát tài phát lộc. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Đường tài lộc của những người tuổi Hợi trong tháng này tương đối bết bát. Mặc dù đây là tháng cuối năm, nhưng khối lượng công việc của đa số tuổi Hợi trong tháng này cũng không quá nhiều. Lại thêm bị sao xấu chiếu mệnh, cho nên hầu hết vận khí đều duy trì được ở trạng thái phát triển bình thường, nhưng cũng không mấy lạc quan. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được những may mắn và thành công. Mỗi năm thì mỗi vận hạn của chúng ta sẽ khác nhau. Và vì thế mà chúng ta cũng luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn dĩ là đầy rẫy chông gai và khó khăn này, đúng không ạ?
Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.